Rồi, hello. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một bản ngọc mới của một vị tướng IG nha. Thì bản ngọc của vị tướng này thì nó sẽ giống một số vị tướng đấu sĩ như là vị tướng Lũ Bố và vị tướng Athu nha mọi người. Nhưng mà cái cách lên đồ và trang bị cái phù hiệu của nó sẽ khác nhau. Thì đối với bản ngọc vị tướng IG này thì nó có hai cái bản ngọc chính. Cái bản ngọc thứ nhất đó chính là bản ngọc đấu sĩ, và cái bản ngọc thứ hai cái là bản ngọc sát thủ. Tại vị tướng này sẽ nghiêng về vừa đấu sĩ và vừa sát thủ nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đi vào cái bản ngọc là sát thủ cho mọi người xem nha. Thì thường thường mọi người chơi sẽ đi cái vị trí vị tướng này là sát thủ hơn, nên là mình sẽ gắn cái bản ngọc vị trí sát thủ cho mọi người xem. Rồi, đây mình sẽ đi vào cái phần bản ngọc nha. Trước tiên là 10 viên ngọc tím, đây ngọc lục mọi người ơi, mình đã lộn số ghi mọi người nha. Trước tiên là 10 viên ngọc lục thì mọi người sẽ lên cho mình là công vật lý cộng 0,9 và xiên giáp là 6,4 nha. Mọi người lên đúng 10 viên nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím thì mọi người lên cho mình là công vật lý cộng 1,6 và tốc chạy là 1% nha. Lên đúng 10 viên luôn. Đây, đây là 10 viên ngọc đỏ thì tại sao mình lại ẩn sau cuối cùng, tại vì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái lên ngọc 10 viên ngọc đỏ nó sẽ có hai cách lên ở vị trí sát thủ nha. Thì cách lên thứ nhất đó là công vật lý cộng 2 và xiên giáp là 3,6 nha. Mình lên đúng 10 viên. Đây, đúng 10 viên luôn. Thì khi mà mình hoàn thiện thì nó sẽ có công vật lý là cộng 45, xiên giáp là 100 và tốc chạy là 10 nha. Cái bản ngọc này nó sẽ giống với bản ngọc của A Thu và Lữ Bố nha mọi người. Cũng giống với Triệu Dân luôn. Triệu Dân thì nó có hai loại bản ngọc luôn. Cái này Triệu Dân giống cái loại bản ngọc một của Triệu Dân nha mọi người. Bản ngọc này Triệu Dân mà đi rừng thì nó cũng rất là tốt đó. Rồi, mình sẽ đi vào cái 10 viên ngọc đỏ mình giới thiệu cho mọi người đó gì tướng Agi này. Thì đây là hiện tại mình hướng dẫn mọi người cái cách gắn một của bản ngọc vị tướng này nha. Đây là cái cách gắn bản ngọc một. Đây, 10 viên ngọc tím là công vật lý cộng 1,6 và tốc chạy là 1%, đúng 10 viên nè. Còn 10 viên ngọc lục đó là công vật lý cộng 0,9 và xiên giáp là 6,4. Còn đây là cái công vật lý cộng 2 và xiên giáp là 3,6 đối với 10 viên ngọc đỏ nha. Bây giờ cái cách 2 của nó là 10 viên ngọc lục và 10 viên ngọc tím. Giữa cách 1 và cách 2 đều giống nhau nha mọi người. Nhưng nó sẽ khác nhau ở 10 viên ngọc đỏ. 10 viên ngọc đỏ ở đây nó sẽ có cách 1 là công vật lý cộng 2 và xiên giáp là 3,6 nha. Nhưng ở cách 2 thì nó sẽ lên, đó chính là công vật lý cộng 3,2 nha. Công vật lý cộng 3,2 đúng 10 viên luôn. Mình lên công vật lý cộng 3,2 đúng 10 viên luôn. Thì đó chính là cái cách 2 của vị tướng IG này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Rồi, vô phần trang bị. Thì đây là cái phần trang bị của vị tướng IG nha mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ lên cái giày hậu vệ nha. Cái món thứ hai sẽ lên cái thương lon giết. Ok. Món thứ ba sẽ tiếp tục là cái đao chi hồn, và món thứ tư là phức hợp kiếm nha. Món thứ năm là huy chương choi, cuối cùng chính là cây navanit. Thì cái phần công dụng của các món đồ này nó nằm ở chỗ tay mình lên nó xuống nè. Khi mà mọi người xem thì đọc ở đây mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Mình hướng dẫn thì nó hơi khó nha mọi người thông cảm nha. Tại vì mình hướng dẫn nữa, mình đọc nữa thì nó sẽ hơi mất thời gian của mọi người. Khi nào mọi người gắn ngọc á, thì mọi người sẽ lướt ở đây mọi người xem biết công dụng của nó nha. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái bảng phù hiệu nha. Rồi, phù hiệu thì đối với vị tướng này á, mình sẽ chọn cái phù hiệu đó chính là sát thương chí mạng nha. Rồi, cái viên đá đầu tiên mình chọn viên thứ ba, sau đó sẽ chọn cái viên thứ hai lướt tăng CT, và sau đó sẽ chọn cái dưới tăng CT, cuối cùng đó chính là cái sát thương chí mạng. Thì mình nói hơi nhanh, mình nói cho nó nhanh cho nó qua cái thời gian để cho mọi người đỡ tốn thời gian nha. Mọi người rất là thông cảm mình nha. Mọi người ai mà theo theo kịp thì có thể quay lại xem lại nha mọi người. Rồi, cái phần trang bị về bản ngọc phù hiệu và cách lên đồ trong trận đánh của mình giới thiệu đến hai vị tướng IG đến cho mọi người. Đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ nha. Thì mọi người ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để theo dõi các video gắn ngọc mới của các vị tướng mới nha. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.